Biên tập xin được kính chào và cảm ơn quý khán giả đã đến với kênh Tin Mới. Xin được kính chúc quý vị khán giả có những phút giây tuyệt vời và bổ ích khi xem video của chúng tôi. Quý vị cũng đừng quên đăng ký kênh và để lại quan điểm của mình dưới phần bình luận. Và ngay sau đây, hãy cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức nóng hổi nhất. Tin rúng động toàn thế giới, hôm qua ông Tập Cận Bình khóc hết nước mắt khi Mỹ tuyên bố sẽ dội bom đánh sập giàn khoan của Trung Quốc ở Biển Đông để trả đũa Bắc Kinh. Thưa quý vị, truyền thông của Mỹ cho biết trước bối cảnh mà phía Trung Quốc liên tục điều tàu thuyền, giàn quân, tàu khảo sát, tàu chiến mang theo vòi rồng và vũ khí hạng nặng tiến ra ngoài Biển Đông để tuyên bố chủ quyền trái phép, hòng thực hiện các mưu đồ khai thác dầu khí bất hợp pháp. Hôm qua, trong một bài phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ ông Joe Biden đã tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ điều máy bay B-52 dội bom đánh sập các giàn khoan của Trung Quốc ở Biển Đông. Mục đích là để trừng trị Trung Quốc, trừ khử Bắc Kinh vì tội dám bắt nạt các nước trong khu vực Đông Nam Á. Tổng thống Biden còn tuyên bố tiếp, Trung Quốc là mối nguy hiểm cho thế giới nên cần phải trừng trị, loại bỏ. Ông cho rằng Hoa Kỳ ngoài bắt giữ, tịch thu tàu thuyền, giàn khoan hoặc có thể đánh chìm, đánh sập để trị tội hung hăng, bành trướng của phía Trung Quốc. Tổng thống Biden còn cảnh cáo phía Trung Quốc, Bắc Kinh còn nhận được kết cục đau thương nếu nhóm đặc trách chống Covid của Nhà Trắng điều tra phát hiện ra con virus mang tên là Vũ Hán lây lan ra ngoài thế giới là do chính sách sai lầm của phía chính phủ Trung Quốc hay là do cố ý. Tất cả những việc trên đều bị trừng phạt. Được biết, chính phủ Mỹ đang nghi vấn virus nói trên được phía Trung Quốc phát tán tại một phòng thí nghiệm virus sinh học ở thành phố Vũ Hán. Tổng thống Mỹ ông Biden nói rằng hiện các cơ quan chức năng của Washington đang tiến hành điều tra và nếu phát hiện ra đúng phía Trung Quốc là nguyên nhân phát tán ra con virus nói trên thì Mỹ và các nước trên thế giới sẵn sàng san phẳng Trung Quốc để trừng trị Bắc Kinh. Thưa quý vị, sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden ra tuyên bố chắc nịch là sẽ đem máy bay B-52 xuất kích dội bom đánh sập giàn khoan của Trung Quốc ở ngoài Biển Đông, thì ngay sau đó, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ cũng đã đồng loạt lên tiếng chỉ trích gay gắt phía Trung Quốc khi cho rằng chính phủ của Bắc Kinh đã lừa dối toàn thế giới, lợi dụng thế giới đang tập trung chống dịch. Chính quyền của ông Tập Cận Bình đã cho quân đội, hải quân, không quân liên tục đem tàu thuyền ra gây rối, bắt nạt, uy hiếp các nước ở Biển Đông. Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng của Mỹ còn tỏ ra quan ngại sâu sắc tới những báo cáo về những hoạt động khiêu khích của Bắc Kinh trong các hoạt động khai thác dầu khí ngoài khơi tại các vùng biển mà Trung Quốc nói rằng đang có tranh chấp với cả các nước láng giềng xung quanh mình. Thưa quý vị, theo tờ báo China Morning Post của phía Trung Quốc cho biết, sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ ông Joe Biden lên tiếng sẽ trừng trị Trung Quốc ở ngoài Biển Đông vì tội cố tỏ ra ngông cuồng, các quan chức trong chính quyền của ông Tập Cận Bình đang rất là run sợ. Trong một bài phát biểu mới đây tại thủ đô Bắc Kinh, một quan chức giấu tên thuộc chính phủ của Trung Quốc cho rằng không đồng ý cho các cơ quan chức năng của Mỹ kiểm tra phòng thí nghiệm virus sinh học của Bắc Kinh ở thành phố Vũ Hán. Trung Quốc cũng kịch liệt lên án Mỹ nhúng tay vào các vấn đề ở Biển Đông bởi vì chính quyền của ông Tập lý giải rằng Biển Đông là vùng biển chung của Trung Quốc với cả khối ASEAN. Vì thế, nếu có xung đột hay tranh chấp thì chính phủ của Trung Quốc và nước ASEAN sẽ tự thỏa thuận bàn bạc thương lượng làm sao có lợi cho hai phía và giữ được an ninh an toàn cho khu vực. Đề nghị phía Hoa Kỳ không được nhúng tay vào, nếu không Trung Quốc sẽ có những màn đáp trả tương xứng. Thưa quý vị, theo thông tin mới nhất từ Trump Pacific của Mỹ, trang này chuyên theo dõi đường đi và các hoạt động của tàu thuyền, cũng như giàn khoan trên Biển Đông trên vệ tinh cho biết, vào ngày hôm kia một số con tàu hải cảnh và tàu khảo sát phía Trung Quốc đã truy đuổi, gây hấn, đâm húc vào một tàu thăm dò do công ty dầu khí nhà nước Petronas của Malaysia đang vận hành trong vùng biển, vùng lãnh hải của nước này. Vụ việc này đã được cơ quan chức năng cũng như chính phủ của Malaysia kịch liệt lên án phía Trung Quốc. Trang tin của Mỹ còn cho biết thêm, 5 tàu dân phòng biển và 2 tàu chiến mang theo rất nhiều vòi rồng và vũ khí hạng nặng của phía Trung Quốc cũng đã đâm húc một tàu đánh cá của ngư dân Indonesia khi tàu đánh cá này đang đánh bắt thủy hải sản tại vùng biển thuộc lãnh hải của Jakarta. Nơi này thường xuyên xảy ra những cuộc đụng độ căng thẳng, nảy lửa giữa hải quân của Trung Quốc với hải quân của Indonesia. Vì phía Trung Quốc đang muốn xâm chiếm hòn đảo Natuna nói trên về tay Bắc Kinh. Các nhà quan sát của Malaysia cho biết đây không phải là lần đầu tiên tàu hải cảnh của phía Trung Quốc đâm chìm tàu cá của Indonesia. Trong vòng một năm trở lại đây, tàu hải cảnh của phía Bắc Kinh đã 3 lần đâm chìm tàu cá của Indonesia và mỗi lần như vậy, phía Trung Quốc đều lên tiếng nói rằng tàu đánh cá của Indonesia có những va chạm trước. Được biết, vào đầu năm 2020, khi mà dịch bệnh COVID-19 mới chớm tại thành phố Vũ Hán của Trung Quốc, Bắc Kinh cũng đã điều một nhóm tàu
cùng giàn khoan xâm phạm vào quần đảo Natuna của Indonesia. Sau đó đã bị không quân, hải quân, quân đội của Jakarta đánh đuổi và chỉ mất 2 tuần, nhóm tàu của phía Trung Quốc đã phải cho tháo chạy ra khỏi vùng biển của Jakarta, Indonesia. Thưa quý vị, theo tờ báo Tokyo của Nhật Bản cho biết hiện tại, một trong những tập đoàn khai thác dầu khí lớn nhất của Mỹ cũng là tập đoàn lớn nhất trên thế giới đang hợp tác khai thác dầu khí làm ăn với cả Indonesia và Malaysia tại những vùng biển nói trên, đang rất lo lắng những hoạt động gây hấn gây căng thẳng gần đây mà phía Bắc Kinh gây ra trên Biển Đông. Đây chính là nguyên nhân và lý do vì sao mà chính quyền Tổng thống Mỹ ông Joe Biden quyết định điều máy bay B-52 ném bom đánh sập một giàn khoan của phía Trung Quốc ở Biển Đông để cảnh cáo Bắc Kinh. Hiện tại thì Bắc Kinh đang rất lo sợ và vắng váng khi nghe tin này. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, tình hình hiện tại ở Biển Đông đang hết sức căng thẳng khi những ngày vừa qua, những hành động ăn hiếp của phía Trung Quốc liên tục được lặp đi lặp lại trong một khoảng thời gian dài mà chưa được trừng trị tận gốc. Cho nên, việc chính phủ của Mỹ quyết định ra tay trừng trị Trung Quốc trừ khử Bắc Kinh là hoàn toàn chính xác. Hành động kiên quyết và cứng rắn trên đã được nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á cũng như cộng đồng trên toàn thế giới hoan nghênh ủng hộ. Bởi vì chỉ có như vậy, phía Trung Quốc họ mới sợ và chỉ có như vậy Biển Đông mới được bình yên và chỉ có hiện tại Mỹ mới ra tay trừng trị được Trung Quốc. Còn các nước khác thì đang bận rộn trong chiến dịch dập dịch Covid cũng như chưa đủ khả năng để đánh bại Trung Quốc. Có một cái tin rất mới và rất nhiều người quan tâm ở Biển Đông đều muốn biết, đó là tờ báo The Star của Malaysia hôm qua đã trích dẫn nguồn tin an ninh biển của nước này cho biết một nhóm tàu hải cảnh và tàu khảo sát địa chất hải dương 10 của phía Trung Quốc đang đeo bám và lởn vởn tại vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia sau khi mà nước này đã ra những cảnh báo. Tuy nhiên, phía Trung Quốc vẫn phớt lờ và vẫn cho tàu thuyền ngang ngược hoạt động tại vùng biển, xâm phạm nghiêm trọng vào lãnh hải của Malaysia. Chính phủ của Malaysia đề nghị các nước trong khu vực phải hết sức cảnh giác với cả phía Bắc Kinh, đồng thời kêu gọi các nước trong khu vực cũng như là các nước trên thế giới như Mỹ hay Liên minh châu Âu, Anh, Pháp, Nhật, Đức, Tây Ban Nha phải thường xuyên cho tàu tuần duyên, tàu tuần tra tại vùng biển của mình, cũng như vùng biển trên toàn thế giới. Bởi vì phía chính quyền của ông Tập Cận Bình đang tỏ ra rất manh động và nguy hiểm trên Biển Đông. Theo các nhà quan sát cho biết, trước đó khoảng một tuần, nhóm tàu khảo sát địa chất Hải Dương 10 của phía Trung Quốc đi theo hộ tống của nó là một nhóm tàu hải cảnh, tàu dân quân, tàu dân phòng, tàu cảnh sát biển và tàu đánh cá ngụy trang mang theo vũ khí hạng nặng đã đi vào vùng biển ngoài khơi của Việt Nam. Hành vi trên của phía Trung Quốc ngay lập tức đã bị Bộ Ngoại giao của Việt Nam bà Lê Thị Thu Hằng lên tiếng, cảnh cáo cũng như đề nghị phía Trung Quốc phải tuân thủ luật pháp quốc tế cũng như tuân thủ Công ước về Luật Biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc, đề nghị Trung Quốc cho rút toàn bộ tàu thuyền ra khỏi vùng lãnh hải của Việt Nam ở ngoài Biển Đông. Hành vi trên của phía Trung Quốc cũng nhận được sự chỉ trích kịch liệt của cộng đồng trên toàn thế giới, đặc biệt là Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng của các nước, trong đó có Mỹ. Như vậy, chỉ sau một tuần, khi mà nhóm tàu khảo sát địa chất Hải Dương 10 của Trung Quốc tiến vào vùng biển ngoài khơi của Việt Nam, thì ngày hôm qua, nhóm tàu của Trung Quốc nói trên đã xâm phạm nghiêm trọng vào vùng đặc quyền kinh tế và vùng lãnh hải của Malaysia và Indonesia. Điều tồi tệ và đáng lên án hơn đó là nhóm tàu của phía Bắc Kinh không chỉ xâm phạm vào lãnh hải mà chúng còn le ve lởn vởn đâm húc tàu đánh cá cũng như là tàu khảo sát của các nước nói trên. Theo tờ báo Jakarta của Indonesia cho biết hiện tại nước này đang căng mình chống chọi lại với cả dịch bệnh Covid bởi vì nó đang lây lan hết sức phức tạp tại đất nước Indonesia. Tuy nhiên, chính phủ của Jakarta cũng đã điều quân đội, hải quân, không quân của nước này điều rất nhiều tàu ra ngoài biển để ngăn chặn nhóm tàu của phía Trung Quốc. Chính quyền Tổng thống Widodo của Indonesia lên tiếng nói rằng kịch liệt phản đối nhóm tàu của phía Trung Quốc khi ngang nhiên xâm phạm nghiêm trọng vào vùng lãnh hải của Jakarta, đề nghị Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng của Trung Quốc cho toàn bộ tàu thuyền nói trên rút khỏi vùng biển của Jakarta, nếu không Indonesia sẽ ra tay trừng trị. Hiện tại thì một số công ty dầu khí của Indonesia đang bắt tay hợp tác khai thác dầu khí với tập đoàn dầu khí lớn nhất của Mỹ tại hòn đảo Natuna mà phía Trung Quốc đang muốn nhòm ngó để xâm chiếm tới. Vì thế, trong thời gian tới, những cuộc đụng độ nảy lửa chắc chắn sẽ xảy ra. Tờ báo Jakarta của Indonesia trích dẫn một vị quan chức trong Bộ Quốc phòng của Indonesia cho biết hiện tại quân đội của nước này đang phối kết hợp với hải quân, không quân của Hoa Kỳ để chống lại phía Trung Quốc. Và nếu như phía Trung Quốc còn ngang ngược trên Biển Đông, thì Indonesia sẽ điều máy bay F-35 mua từ Mỹ ném bom hoặc có thể bắn tên lửa sập giàn khoan của phía Trung Quốc ở Biển Đông.
Các tin tức mới chúng tôi sẽ cập nhật và gửi cho quý vị vào các bản tin kế tiếp. Còn chương trình ngày hôm nay chúng tôi xin phép được tạm dừng tại đây. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tin mới của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.